Lần đầu tiên có một con gấu, nó nhìn thấy hình ảnh của mẹ nó và nó tìm hoài không ra. Lạ lùng quá. Đúng là con gấu. Con gấu quá lớn mà nó nhìn thấy hình ảnh mẹ nó mà nó quay qua quay lại hoài không thấy đâu hết. Lạ lùng không? Lạ quá đi.